Thưa quý vị và các bạn, đêm nay và ngày mai, các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh lục địa suy yếu lệch đông. Các tỉnh miền Nam chịu ảnh hưởng của rìa Tây Nam lưỡi áp cao lục địa này với đới gió Đông Bắc có cường độ trung bình. Thời tiết các khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, đêm và sáng sớm trời rét. Các tỉnh Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, phía Bắc đêm và sáng sớm trời rét. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa, mưa rào rải rác có dông. Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Thời tiết ở các tỉnh thuộc khu vực Đông Bắc, đêm có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày trời nắng. Nhiệt độ ở vùng núi phổ biến từ 14 đến 24 độ C, khu vực Trung Du và ven biển từ 17 đến 27 độ C, trời rét về đêm và sáng sớm. Còn ngay sau đây sẽ là dự báo chi tiết các khu vực Hải Phòng đêm nay và ngày mai.